Tết đến rồi mấy anh ơi. Tết tụi em vẫn phải làm việc này. Hôm nay Lòng Chim mới nói sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý anh em nghệ nhân một siêu phẩm, tiếp tục là một siêu phẩm nha mấy anh. Cuối năm đầu năm về tụi em toàn lên siêu phẩm. Bây giờ là em giới thiệu cho mấy anh một siêu phẩm lòng mi. Hoặc là mấy anh thích thì cũng nuôi than được. 60 nang nha mấy anh. Che già, chạm, phun chút. Tiếp tục là độ mung mặt hổ. Quá độc, quá đẹp. Trên màn hình mấy anh thấy đây, cái kích thước của cái lồng này á, là chiều ngang của nó là 40cm nha mấy anh. Cái chiều rộng là 40cm, còn cái chiều cao của nó là 50cm. Từ chân cho tới nóc, không tính bộ móc nha mấy anh. Rồi, em quay một vòng cho mấy anh coi. Toàn bộ cây lồng này được làm che già, chạm mắt chút, thủ công. Uốn lượn rất là đẹp nha mấy anh. Đó, trong hình mấy anh thấy đây, rất là đẹp. Đây có thể gọi là một siêu phẩm. Hàng rất kỹ, rất đẹp, rất độc và rất đỉnh. Anh nào quan tâm đến cây lồng này có thể truy cập vào website minhocmix.com, minhocmix.com nha mấy anh. Hoặc là fanpage Lòng Chim Minh Ốc Mít. Facebook, mấy anh vô Facebook á, mấy anh đánh là Lòng Chim Minh Ốc Mít là hiện lên. Hoặc là anh nào có thể sử dụng Zalo á, muốn em gửi hình cụ thể hơn thì có thể truy cập vào cái số điện thoại em đây, 0914585838, hoặc là 0984616791. Mọi thắc mắc, mọi cái yêu cầu của mấy anh sẽ được giải đáp nhanh chóng và đầy đủ nhất. Rồi, trước mặt mấy anh nhìn thấy đây, bây giờ em sẽ đi vô chi tiết. Đây là cái mi cửa, em làm cửa cung đình nha mấy anh. Cửa cung đình nhưng mà vẫn là chạm chúc. Đây, rất là đẹp. Toàn bộ cái cây kiếm đây cũng chạm chúc luôn. Em độ hẳn một cái mặt hổ phù bằng mung vô cây kiếm, nhìn rất là bách. Đó, còn tất cả các cái vanh cửa cung đình, trụ đình, rồi cái mái đình đó, tất cả đều là chạm chúc. Cửa rút lên rút xuống, quất luôn cái mặt mông vô, rất là đẹp nha mấy anh. Đây, em xin đi vô kỹ kỹ chút cho mấy anh coi nè. Đây, cái mặt hổ phù trên cây kiếm đây, rất là ngầu nha mấy anh. Quá đẹp luôn. Đội cây kiếm này không nặng 1kg. Đây, tất cả đều chạm chúc, rất là đẹp. Rồi, về cái phần cửa, còn về phần chân đây mấy anh. Phần chân là toàn bộ cái chân này cũng chạm chúc luôn. Cũng chạm chúc. Độ mặt hổ phù rất là độc đáo. Các cái cửa sổ mặt quỷ, độ mung sừng nẹp chúc, cực đẹp. Bộ bờ bầu bờ, bộ bờ cầu cống. Tiếp tục là chạm chúc, mặt hổ ở giữa, quá độc đáo. Cầu cũng độ mung luôn, rất đẹp nha mấy anh. Đây là một cây lồng phun chúc, quá đẹp. Tất cả các cái vanh mấy anh nhìn đây, tất cả đều là che già, chạm thủ công, phun mắt chúc. Em sẽ đi vô cái vanh chi tiết cho mấy anh coi cái vanh. Đây, lấy nét đi mày. Đây đó, tất cả các cái vanh em sẽ quay từ từ cho mấy anh coi. Chạm chúc rất là kỹ nha mấy anh. Bộ trao rất là đẹp, rất là kỹ mấy anh ơi. Đây là cái bộ trao của nó nè mấy anh. Quá đẹp nha mấy anh. Tất cả đều làm từ tre già, chạm thủ công mắt chút, kết hợp với lại độ mung, rất là đẹp nha mấy anh. Không còn từ nào có thể diễn tả về cái độ đẹp của cây lồng này. Cái nước tre thì đó mấy anh nhìn đây, quá là đẹp mấy anh ơi. Anh nào quan tâm đến cây lồng này cứ liên hệ trực tiếp với bên em nha. Lồng Chim Minh Ốc Mít, hàng làm nguội cực kỹ, cực đẹp. Cầm trên tay là bảo đảm thích liền. Anh nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em, Lòng Chim Minh Ốc Mít nha mấy anh. Đây. Hey.